Hôm nay cô làm gì ạ? Hôm nay cô làm bạn đạo. Thế ạ? Thích thế. Hả? Em thích thế. Anh ơi xuống đường này đi. Có mày anh. Ê rồi nó. Có chỉ không này. Bây giờ là gần 3 giờ. Không đi được nổi. Đi con còn lâu, bây giờ phải có xe cảnh sát ở kia. Với thằng Tôn đây. Bây giờ ra bắt đầu từ ngã ra qua chỉ cần. Không nhích được nữa. Chút nào luôn. Giờ quay lại về cửa hàng cây số mà không quay được đây đến 6 đi về chạy hết rồi. Ngay góc chỗ bỏ chiến công ra với những con tôm.
tôi không nhích được chút nào cả. Điện thoại mình lại chưa sạc đầy pin. Hơi cáu. Sắp về đến đây rồi. Không đi được một bước nào luôn. Ôi lâu quá. Được gần 5 phút rồi. Chắc là sắp về đến đây rồi. Đi từ lúc 1:30. 1:30 2 giờ. Thank you.
đi rồi. Mình sẽ cố gắng đi ra nhá. Đây cuối cùng mình len ra đây rồi. Đi được khoảng tầm 50 mét nữa. Bây giờ khó quá. Đi được thêm 100 mét nữa. Hơn 100 mét. Đứng lại quay tiếp. Ui, vận tắc dài lắm. Chưa có châu lịch sử. Đây, với vận tắc. Đây là ngã tư chỗ Sơn La Sơn Thủy. Với bọn không ở... Cảm ơn đã xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của các bạn vào phần comment bên dưới. Nhớ like, chia sẻ cho bạn bè của bạn. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.